Hey, xin chào các bạn. Các tiết trước cô đã ôn cho các bạn về các cái lý thuyết của các thì cơ bản trong tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm một số bài tập để chúng ta củng cố lại cái phần lý thuyết mà các bạn đã được học nhé. Chủ đề hôm nay của các bạn là Exercise for Reviewing Tenses. Và cô sẽ giới thiệu cho các bạn các cái dạng bài tập mà thường xuất hiện trong cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì cái dạng đầu tiên đó là choose the best answer to complete these following sentences. Chúng ta sẽ chọn cái đáp án đúng nhất để hoàn thành những cái câu sau đây. Và thường là chúng ta có bốn đáp án và các bạn sẽ chọn cái đáp án đúng nhất để điền vào cái chỗ trống ha. Câu đầu tiên của chúng ta đó là her parents really let her stay out late. Như vậy thì ở đây các bạn, đây là một cái dạng của câu hỏi đuôi nha các bạn. Câu hỏi đuôi thì trong câu hỏi đuôi thì cái điều đầu tiên chúng ta cần xác định là cái động từ được chia ở thì gì. Ở đây chúng ta có động từ let. Và chúng ta nhìn vào cho cô là cái từ rarely, đây là một cái trạng từ chỉ sự thường xuyên và nó thường xuất hiện trong cái thì hiện tại đơn. Cho nên động từ chỗ này chúng ta thấy là đang chia thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì khi mà chúng ta là sử dụng câu hỏi đuôi thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ là do hoặc là does. Điều thứ hai các bạn cần đi xác định đó là chúng ta xác định chủ ngữ. Chủ ngữ chúng ta là her parents thì chúng ta sẽ có câu hỏi đuôi thì đó là they. Như vậy thì giờ chỗ này chủ ngữ là they thì các bạn sẽ sử dụng trợ động từ là do. Như vậy thì cái câu hỏi đuôi của nó sẽ là do they. Như vậy chúng ta xem lại là có phải là đáp án là sorry các bạn. Trong câu hỏi đuôi thì nếu trong câu là khẳng định thì câu hỏi đuôi của nó sẽ là phủ định và ngược lại trong câu của nó là phủ định thì câu hỏi đuôi của nó sẽ là khẳng định. Thì chúng ta câu số 1 chúng ta nhìn sơ qua thì chúng ta tưởng rằng cái câu này là đang là ở thể khẳng định và cái đuôi của nó sẽ là phủ định thì chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Nhưng cái đáp án này là không phải nha các bạn. Đáp án này là đáp án sai. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn xem làm một cái hỏi đuôi thì chúng ta xem trong cái câu đó có điều gì đặc biệt hay không. Thì chúng ta thấy cái từ really đây là một cái trạng từ phủ định, có ý nghĩa phủ định. Nó có nghĩa là ít khi hoặc là hiếm khi. Như vậy chúng ta dịch ra là gì? Ba mẹ của cô ấy hiếm khi để cô ấy đi ra ngoài trễ. Như vậy thì cái từ rarely này nó đã mang cái nghĩa là phủ định rồi thì câu hỏi đuôi của nó chúng ta sẽ sử dụng là khẳng định. Như vậy đáp án chúng ta chọn sẽ là gì các bạn? Do they? Her parents really let her stay out late. Do they? Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A là đáp án chính xác ha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi số 2 là only after the teacher chấm 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 the procedure clearly were the students allowed to go ahead with the experiment. Trong câu này thì các bạn chú ý cho cô đó là cái only after, only after và cấu trúc đảo ngữ của nó. Như vậy chúng ta có công thức là gì các bạn? Only after cộng với một danh từ hoặc là một mệnh đề nha các bạn. Và sau đó là chúng ta sẽ có cái cấu trúc đảo ngữ, chúng ta đưa động từ lên và sau đó là cộng cộng chủ ngữ. Và cái cấu trúc đảo only after cộng với sự đảo ngữ này chúng ta dịch là chỉ sau khi nha các bạn. Rồi, chúng ta nhìn vào cái vế phía sau ha, cái phần mà đã được đảo ngữ, chúng ta nhìn vào cái động từ được chia. Động từ được chia ở đây là were với lại allowed. Như vậy thì chúng ta thấy là cái động từ này được chia ở thì quá khứ. Như vậy thì đây là cái câu này diễn tả cái sự việc là đã xảy ra trong quá khứ rồi nha các bạn. Như vậy chúng ta xem nè. Chỉ sau khi giáo viên chấm 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 chấm, chấm các cái tiến trình rõ ràng thì sinh viên được phép tiến hành cái cuộc thí nghiệm. Như vậy ở đây chúng ta có hai hành động ha. Hành động thứ nhất là của giáo viên giảng giải các cái bước rõ ràng và hành động thứ hai là sinh viên được phép tiến hành cái cuộc thí nghiệm. Như vậy thì các bạn nhớ lại cho cô là trong thì trong hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ
À, hành động nào xảy ra trước thì chúng ta sẽ chi thì gì, và hành động nào xảy ra sau thì chúng ta sẽ chi thì gì. Đối với hai hành động xảy ra trong quá khứ, à, nếu mà hành động nào xảy ra trước thì chúng ta sẽ chi thì quá khứ hoàn thành, và hành động nào xảy ra sau thì chúng ta chi thì quá khứ. Như vậy ở đây, à, hành động của giáo viên là gì các bạn? À, giảng giải các cái bước rõ ràng, và sau đó thì sinh viên mới được phép tiến hành cuộc thí nghiệm. Như vậy chúng ta xác định luôn là hành động của giáo viên là hành động xảy ra trước, và sinh viên được phép tiến hành cái cuộc thí nghiệm là hành động xảy ra sau. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ chọn là giờ chi thì gì các bạn? Chỗ này chúng ta sẽ chọn là chi thì quá khứ hoàn thành ha. Hoặc là chúng ta nhìn vào cái vế thứ hai, cái hành động thứ hai của students là đã được chi thì quá khứ rồi, thì chúng ta có thể đoán được là cái hành động phía trước là hành động xảy ra trước trong quá khứ, và chúng ta sẽ chọn thì quá khứ hoàn thành nha các bạn. Như vậy đáp án chúng ta sẽ chọn là đáp án B, has explained. Rồi chúng ta chuyển sang câu số 3. They were at the stadium with us last night, so they chấm 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 at the theater then. Ở trong câu này thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái cụm từ, cụm động từ phía dưới đây trước ha. Chúng ta có didn't have cộng với động từ chi ở made, hoặc là động từ chi ở quá khứ phân từ cột 2, thì nó có nghĩa là gì các bạn? À, nó có nghĩa là diễn tả một cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ rồi nhưng thật sự là không cần thiết phải xảy ra. Một sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng không cần thiết. Nhưng không cần thiết phải xảy ra. À, đó là cái cụm thứ nhất. À, cụm thứ hai đó là should have cộng với động từ thêm ed hoặc là chi ở cột 2 thì chúng ta có nghĩa là lẽ ra phải làm một cái việc gì đấy trong quá khứ rồi nhưng mà lại là không làm. À, rồi cái cụm thứ ba các bạn còn nắm đó là might have cộng với động từ chi ở cột 2 và hoặc là thêm ed, might have cộng với ed hoặc là quá khứ phân từ cột 2 thì nó có nghĩa là gì các bạn? Nó có nghĩa là có lẽ là đã, có lẽ là đã một cái khả năng gì đấy có đã xảy ra trong quá khứ, có khả năng là đã xảy ra trong quá khứ nhưng mà cái người nói là không có chắc chắn nha các bạn, người nói không có sure, không có chắc chắn về cái điều mình đang nói. Có lẽ là đã. Rồi cái cụm cuối cùng đó là can't have. Chỗ này các bạn can't cũng được, các bạn dùng couldn't cũng được nha các bạn. Can't hoặc là couldn't cộng với have cộng với động từ chi thêm ed hoặc là động từ chi ở quá khứ phân từ cột 2 thì nó có nghĩa là không hẳn là đã, không hẳn là đã. Ở đây là nó đưa ra một cái dự đoán nha các bạn. Một cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ, như người nói dùng cái này thì là không, không hẳn là đã xảy ra trong quá khứ. Đây là người nói đưa ra một cái dự đoán trong quá khứ nha các bạn. Rồi như vậy chúng ta xem cái câu này ha. Họ đã ở cái sân vận động với chúng ta vào tối ngày hôm qua, vì vậy mà họ như thế nào đó ở rạp hát. Như vậy thì họ đã ở sân vận động với chúng ta tối hôm qua rồi, thì vì vậy họ không không hẳn là đã. Không hẳn là không thể, cô xin lỗi chỗ này ha, không thể là đã. Họ không thể là đã ở cái rạp hát.
À, như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án là đi nha các bạn. Họ không thể, họ đã ở cái sân vận động với chúng ta đêm hôm qua rồi thì họ không thể là đã ở cái rạp rạp chiếu phim được. À, như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án đi, can't have been. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 4. Aaron got surprisingly high grades in the final exam. He chấm 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 his lessons very carefully. Như vậy chỗ này các bạn cũng có thêm một cái cụm từ mà các bạn cụm động từ mà các bạn cần nắm ha, đó là must have cộng với động từ thêm ed hoặc là quá khứ phân từ cục 2 thì nó có nghĩa là ắt hẳn là đã ha. Ắt hẳn là đã. Khi người nói sử dụng là must have cộng với động từ thêm ed hoặc là quá khứ phân từ chỉ ở cục 2 thì nó có nghĩa là ắt hẳn là đã, tức là người nói người ta đưa ra một cái phán đoán trong quá khứ là sự việc đó là ắt hẳn là đã xảy ra trong quá khứ rồi, và khi nói như thế này thì người nói đã chắc chắn là hơn 90% rồi nha các bạn. Ở ở đây can't couldn't have cộng với động từ thêm ed hoặc là quá khứ phân từ cục 2 thì đây cũng là đưa ra một cái phán đoán, nhưng mà phán đoán này là phán đoán phủ định, không thể là đã xảy ra, nó ngược lại với lại must have nha các bạn. Như vậy chỗ này chúng ta dịch thử ha. Chỗ này chúng ta có một cụm nữa là would have cộng với động từ thêm ed, thì chỗ này đây là cái cấu trúc của mệnh đề if loại 3. Rồi, chúng ta dịch thử cái câu này đó là Adrian đã đạt được một cái kết quả rất là cao một cách ngạc nhiên trong cái kỳ thi cuối kỳ. Anh ấy đã đạt một cái kết quả rất cao và đáng ngạc nhiên. Như vậy thì anh ấy như thế nào? Bài tập của anh ấy rất kỹ. Như vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cái kết quả mà anh ta đã đạt được rất là cao thì chúng ta cũng có thể dự đoán được là gì các bạn. Anh ấy ắt hẳn là đã ôm cái bài rất là kỹ rồi. Như vậy ắt hẳn là đã một cái sự việc, dự đoán một cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ và chúng ta chắc chắn về cái điều đó thì chúng ta sẽ sử dụng là must have cộng với động từ thêm ed hoặc là được chia ở quá khứ phân từ cục 2. Như vậy chỗ này các bạn sẽ chọn là đáp án đi nha các bạn. Rồi chúng ta chuyển sang cái câu số 5. Đó là there has been a great increase in retail sales. Đây cũng là một dạng câu hỏi đuôi. Như vậy thì ở câu hỏi đuôi hồi nãy cô nói các bạn rồi, đầu tiên chúng ta sẽ xác định là động từ được chia ở thì gì. Ở đây thì chúng ta có động từ là has, động từ là has been ha, là được chia thì hiện tại hoàn thành, và chủ ngữ của nó là there. Đây là chủ ngữ giả nha các bạn. Như vậy thì chủ ngữ là there, chúng ta viết lại ở câu hỏi đuôi ha. Và trong câu thì động từ has được chia ở khẳng định, cho nên ở câu hỏi đuôi các bạn sẽ sử dụng là ngược lại, đó là phủ định. Như vậy là hasn't. Như vậy thì cái câu này chúng ta sẽ chọn cái đáp án là hasn't there, đáp án đi nha các bạn. Có một cái sự gia tăng rất là lớn trong cái retail sales là doanh số bán lẻ. Như vậy là có một cái sự gia tăng rất là lớn trong cái doanh số bán lẻ phải không? Như vậy chúng ta sử dụng câu hỏi đuôi là hasn't there. Ok. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi số 6. Là Paul noticed a job advertisement while he chấm 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 along the street. Chúng ta chú ý cho cô ở đây có một cái trạng từ đó là why. Như vậy thì why nó được cộng với một mệnh đề, và mệnh đề đó nó thường diễn tả một cái hành động mà đang xảy ra nha các bạn, đang xảy ra thì chúng ta sẽ chia ở thì tiếp diễn. Rồi chúng ta để ý cho cô cái động từ chia ở cái mệnh đề trước. Động từ chia ở mệnh đề trước là động từ notice. Đã thêm ed rồi. Như vậy thì đây là cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ rồi. Như vậy thì chỗ này
mệnh đời sau why, chúng ta sẽ chi thì quá khứ tiếp diễn nha các bạn. Như vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án là A, worth working. Paul noticed a job advertisement while he was walking along the street. Như vậy thì các bạn chú ý nè, là while he was walking along the street là cái hoặc là một cái hành động đang xảy ra trong quá khứ ha. Khi mà anh ấy đang đi dọc đường, hành động đang xảy ra. Và có một cái hành động khác nó cắt ngang, nó chen vào, đó là gì? Anh ấy thấy một cái quảng cáo công việc. Như vậy là hành động đang xảy ra và có một cái hành động khác cắt ngang. Thì cái hành động mà đang xảy ra thì chúng ta sẽ chi thị quá khứ hoặc quá khứ tiếp diễn. Và cái hành động cắt ngang thì chúng ta sẽ chi thị quá khứ đơn ha. Như vậy trong câu số 6 thì các bạn sẽ chọn đáp án là A. Ta sẽ chọn là đáp án A. Rồi chúng ta bắt đầu qua câu số 7 nha các bạn. He has been selling motorbikes. Ok, cái này chúng ta nhìn vào cái động từ là has been selling. Đây là động từ được chia thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ha. Rồi chúng ta nhìn vào đáp án A thì là 10 years ago. Như vậy thì hiện tại tiếp diễn thì không thể nào chúng ta dùng cái thì quá khứ được. Ago thì chúng ta bỏ cái đáp án này nha các bạn. Bỏ đáp án này. Rồi, đáp án B là since then years. Chúng ta có cái từ since. Và chúng ta có cái từ for. Như vậy cô nhắc lại cho các bạn, trong thì hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì có hai cái từ mà chúng ta rất là thường xuyên thấy trong cái thì này, đó là since với lại for. Thì since chúng ta cộng với mốc thời gian. Mốc thời gian tức là tại một cái thời điểm cụ thể nha các bạn. Và for thì chúng ta sẽ cộng với khoảng thời gian. Khoảng thời gian tức là trong vòng bao lâu, trong vòng bao nhiêu lâu. Còn mốc thời gian tức là một cái thời điểm cụ thể. Như vậy thì since 10 years là kể từ 10 năm. Như vậy 10 years, 10 năm, đây là một khoảng thời gian. Cho nên chúng ta không có dùng since được nha các bạn. Như vậy đáp án này chúng ta nó sai rồi, chúng ta bỏ. Rồi đáp án C là for 10 years ago. Như vậy vừa có ago mà vừa có for nữa thì nó không có đúng, bỏ luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là D, for 10 years, for cộng với một khoảng thời gian trong quá khứ. Như vậy là he has been selling motorbikes for 10 years. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án D. Rồi, anh ấy đã thực hiện cái công việc là bán xe máy trong vòng 10 năm nay rồi. Cái công việc bán xe máy bắt đầu từ quá khứ và kéo dài liên tục đến hiện tại nha các bạn. Thì chúng ta sẽ chi thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Một cái sự việc gì đó xảy ra trong quá khứ và kéo dài liên tục đến thời điểm hiện tại. Thì chúng ta sẽ chi thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và các bạn lưu ý cho cô cái mốc hai từ thường gặp đó là since và for ha. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang câu số 8. Câu 8. Right. You arrived 2 days ago. You are going to leave next Sunday. By the time you leave, you ...9 days here. Bạn đến cách đây 2 ngày rồi. Bạn sẽ rời đi vào chủ nhật tuần tới. Và tại thời điểm bạn đi thì bạn ...... là 9 ngày ở đây. Như vậy thì ở câu này chúng ta thấy có một cái trạng từ thường gặp, đó là gì các bạn? By the time. Như vậy ở cái tiết trước cái phần lý thuyết là cô đã giới thiệu cho các bạn là cái từ by cộng với mốc thời gian. By cộng với một mốc thời gian trong tương lai thì chúng ta sẽ chi thì gì các bạn? Thì tương lai hoàn thành. Thì tương lai hoàn thành có công thức là will cộng với have cộng với động từ thêm ed hoặc là quá khứ phân từ chia ở cột 2. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Chúng ta sẽ chọn đáp án là D nha các bạn. Will have spent.
By the time you leave, you will have spent 9 days here. Đến cái thời điểm bạn đi là bạn đã hoàn thành là ở đây 9 ngày rồi. Bạn ở đây là đã 9 ngày rồi ha. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là đi. Rồi, chúng ta bắt đầu câu tiếp theo nha các bạn. Rồi, câu số 9 là yesterday my daughter flew in an airplane for the first time in her life. She chấm 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 in an airplane before. Chúng ta thấy là chúng ta nhìn vào câu này ha, thì động từ nó sẽ là gì? Flew. Thì nó là quá khứ của cái động từ fly nha các bạn. Và cái trạng từ chúng ta chú ý là yesterday, như vậy là sự việc đã xảy ra rồi ha. Ngày hôm qua con gái của tôi được bay máy bay lần đầu tiên trong cái trong cuộc đời của cô của nó ha. Như vậy thì cái thời điểm là gì các bạn? Yesterday. Cũng ví dụ đây là thời điểm hiện tại ha. Đây là thời điểm hiện tại. Thì đây là mốc thời gian yesterday này là trong quá khứ rồi. Như vậy thì ngày hôm qua là con gái tôi được bay máy bay lần đầu tiên. Là đã xảy ra ngày hôm qua. Và như vậy thì chứng tỏ là cái khoảng thời gian mà trước yesterday, khoảng thời gian trước ngày hôm qua là cô ấy chưa bao giờ được bay máy bay. Nha các bạn. Như vậy thì khoảng thời gian mà trước một mốc thời gian trong quá khứ thì chúng ta dùng thì hiện tại, cô xin lỗi, thì quá khứ hoàn thành ha. Thì quá khứ hoàn thành có công thức là gì các bạn? Had cộng với động từ thêm ed hoặc là quá khứ phân từ chia ở cột 2. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ chọn đáp án là C hay là D. Cái này chúng ta loại nha các bạn, cái này hiện tại hoàn thành chúng ta loại, thì quá khứ tiếp diễn chúng ta loại. Và còn hai cái đáp án đó là C và D. Thì đáp án C là gì? Chưa bao giờ được bay. Đáp án này là đã bay rồi. Như vậy thì ngày hôm qua là lần đầu tiên được bay. Như vậy thì rõ ràng cái khoảng thời gian trước ngày hôm qua là cô ấy chưa bao giờ được bay. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái phủ định nha các bạn. Động từ cô ấy chưa bao giờ được bay lần nào kể từ ngày hôm qua. Như vậy chúng ta chọn đáp án C là had never flown. Ok, chúng ta chọn đáp án C. Ok, như vậy là cô đã đưa ra một số cái bài tập về cái một cái dạng rất là thường gặp trong cái đề thi tốt nghiệp phổ thông và đã liên quan đến các thì cơ bản trong tiếng Anh mà cô đã dạy lý thuyết cho các bạn. Như vậy thì hôm nay mong là các bạn sẽ ôn lại cái phần bài tập này để chúng ta nắm vững hơn về cái lý thuyết về các thì mà cô đã giảng cho các bạn. Cô xin chào các bạn.